Thưa quý vị, thanh niên là rương cột của nước nhà, đoàn thanh niên là cánh tay đắc lực, là đội hậu bị của đảng. Chính vì vậy, quan tâm chăm lo cho thanh niên, đặc biệt định hướng bồi dưỡng tạo nguồn phát triển đảng viên trong đoàn viên thanh niên luôn được đảng ta quan tâm. Tuy nhiên, làm thế nào tạo động lực để thanh niên chủ động học tập, rèn luyện, cống hiến và có khát vọng được trở thành người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là vấn đề đang được đặt ra. Chỉ tiêu phát triển đảng luôn là một trong những chỉ tiêu nhiệm kỳ quan trọng được các cấp bộ đoàn từ thành phố đến cơ sở quan tâm, bởi đây không chỉ là chỉ tiêu đánh dấu bước phấn đấu sự trưởng thành của đoàn viên thanh niên về nhận thức, tư tưởng, hành động, mà còn là sự cụ thể hóa vai trò của tổ chức đoàn trong tham gia xây dựng đảng. Trong quá trình vừa rồi để bước vào hàng ngũ của đảng thì em cũng đã trở thành ủy viên ban thường vụ của đoàn trường, cũng như là quá trình luôn luôn rèn luyện, phấn đấu và nỗ lực để được đứng vào hàng ngũ của đảng. Với sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy đảng, việc quan tâm mở rộng đối tượng kết nạp đảng trong học sinh sinh viên, nhất là trong lực lượng đoàn viên thanh niên, đang là vấn đề được nhiều địa phương, đơn vị, trường học quan tâm. Tuy nhiên, thực tế ở cơ sở cho thấy vẫn còn nhiều điểm nghẽn. Bên cạnh những nguyên nhân khách quan, cũng cần chú ý đến công tác tư tưởng của thanh niên. Bởi trong bối cảnh hiện nay, trước sự tác động của nền kinh tế, thị trường và xu hướng toàn cầu hóa, một bộ phận thanh niên có biểu hiện nhạt đoàn, nhạt lý tưởng cách mạng. Hiện nay cái môi trường về kinh tế thị trường rất là nhiều và cơ hội học hỏi, giao lưu cũng như làm việc ở khắp mọi nơi, đặc biệt là môi trường quốc tế. Vì vậy là các bạn, rất nhiều bạn sinh viên có lo ngại tâm lý là có thể là đi du học, đi làm ở việc ở các tập đoàn quốc gia, đa quốc gia, quốc tế v.v. thì điều này nó có thể khi mà kết nạp đảng thì có thể gây khó khăn trong quá trình làm việc sau này. Nên nhiều bạn vẫn còn có tâm lý e ngại. Đa dạng các hình thức tuyên truyền để giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục đạo đức, truyền thống cách mạng và xác định các cái phong trào hoạt động cách mạng của đoàn là cái môi trường lý tưởng để đào tạo bồi dưỡng, để phát hiện những nguồn chúng ưu tú. Thực tế cho thấy, gỡ khó những nút thắt trong công tác tạo nguồn phát triển đảng viên trẻ ngay từ cơ sở vẫn cần sự quan tâm phối hợp đồng bộ hơn từ nhiều phía. Cùng với đó, cần chú trọng đẩy mạnh giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, truyền thống, lý tưởng cách mạng cho đoàn viên thanh niên, tạo động lực để thanh niên chủ động học tập, rèn luyện, cống hiến và có khát vọng được trở thành người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.